Thì không có câu hỏi thì tôi chưa để trình bày cho anh chị em một số những dữ kiện. À, ví dụ bây giờ anh chị em á, bắt đầu vào nền năng lượng thì mấy ngày đầu tiên anh chị em thấy cảm nhận năng lượng rất là nhiều, nhưng mà dần dần cái phần năng lượng của anh chị em cảm nhận nó nhẹ dần đi, nó không còn giống như là những cái ngày đầu tiên nữa. Thì đó là cái điều mừng vì cơ thể anh chị em đã phát triển và sức khỏe anh chị em đã phục hồi, thì cái phần năng lượng cần thiết thì không cần đòi hỏi nhiều nữa. À, đó là một cái vấn đề đầu tiên. Còn một vấn đề một số anh chị em không cảm nhận được hết thì có thể là có nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là anh chị em chưa sẵn sàng, anh chị em nói cái này nó lạ quá, cái này nó không biết cái gì, tự nhiên ngồi đây lấy năng lượng là lấy cái gì, tại sao mấy người này lấy năng lượng không biết, mấy ngày này có bị bệnh không biết, nó là mấy người ở đây là bị ảo tưởng, bị bệnh đó. Tại vì cái năng lượng không có thấy được mà làm sao mà là hết bệnh, trong khi bây giờ chúng ta đang đang có một cái nền khoa học kỹ thuật rồi đủ mọi thứ, dục máy móc kỹ thuật đủ hết mà mình thì không có máy móc gì hết mà lại chữa lành được, thì đây là cái điều những người khác rất là ngạc nhiên. Nhưng mà ngạc nhiên là dĩ nhiên ngạc nhiên là đúng rồi, tại vì cái này nó mới quá và nó lạ quá, anh chị em chưa có trải nghiệm. Cũng như trong những cái chu kỳ trước đó, thì anh chị em có nghe người ta nói về vấn đề như là thần giao cách cảm, là rồi gọi là còn một thần giao cách cảm hay là gọi là tâm truyền tâm, rồi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, vân vân, còn có nhiều những cái từ ngữ nữa, thì nói về vấn đề mà cái tư tưởng mình có thể truyền tải năng lượng được. Mà cái việc mà truyền tải năng lượng này thì phải do những vị tu cao lắm mới làm được, những vị thiền sư, những vị gọi là minh sư, những vị mà đã rèn luyện trong kỹ thuật này rất là lâu rồi mới có thể truyền tải thông tin được. Thì cái việc đó thì cũng với bây giờ thì cũng không có gì khác lạ lắm, nhưng mà khi chúng ta có được sự kích hoạt não bộ rồi đó thì chúng ta truyền tải những cái tần số nó phù hợp, đó là cái điều đặc biệt đó. Mà cái tần số mà Vũ trình bày bên cho em nó phù hợp với nguồn gốc, với cái cho cái tế bào mình, là tần số của yêu thương, tần số của cộng 1 trừ 1. Vì vậy khi chúng ta truyền tải cái năng lượng không cần phải dùng những cái tần số năng lượng quá cao, mà cần số của tần số nó nhẹ nhàng, cái tư tưởng chúng ta truyền tải rất nhẹ nhàng. Và khi cái tế bào nó nhận đúng cái tần số là nó lấy vào thôi. Cái việc đó thì chúng ta thấy là rất là dễ chứ không có khó, không khó để hiểu. Nhưng mà tôi tin chắc là dần dần thì người ta sẽ hiểu nhiều hơn và người ta có thể tiếp cận cái năng lượng này dễ dàng hơn. Đó là những gì chú chia sẻ với anh chị em để anh chị em hiểu thêm. Rồi giờ có thêm chưa, có câu hỏi chi vậy?